Sutta, Sutta 603, sáu pháp cần phải biến tri. Chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Bạch thầy ạ. Thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đã quán đấu với Thượng tọa Giác Đẳng. Thượng tọa Giác Đẳng sẽ giảng hôm nay và chúng tôi sẽ giảng vào ngày mai. Tôi đọc về sáu pháp cần phải biết tri. Đó là sáu màu xíu. Thường thì chúng ta nghe nói đến nhãn xíu, nhị xíu, tỷ xíu, thị xíu, tân xíu, ý xíu. Xíu này thì cũng rất là quen thuộc. Vậy thì chúng ta phải biết chi cái gì? Biết chi ở khía cạnh nào? Sáu pháp đó quan trọng gì trong việc tu tập? Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng dẫn sư, bây giờ hôm nay sẽ giảng bài học này. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Thị Nguyệt đọc nội dung chính kinh, sau đó xin thỉnh thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, sư thưa lành thầy, chúng con kính trân Thượng tọa Tỷ Siêu đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được chính kinh. Bài học hôm nay kinh thập thượng 6.3, sáu pháp cần phải biến tri. Chà dhamma bahuta, chà dhamma bahuhetappa, chà dhamma parinyaya, chà dhamma bahatappa, chà dhamma hanapharijya, chà dhamma visesapharijya, chà dhamma dapatibuddha, chà dhamma upadeyetappa, chà dhamma abhinyaya, chà dhamma satikatappa. Có sáu, có nhiều tác dụng. Có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần phải biến tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại. Lấy những người quan hệ cầm lời mic trong room không còn nghe được nữa. Dạ, con xin sám hối, rất mít hồi nào hay. Con xin đọc lại. Sao pháp cần phải biến tri? Có
sáu pháp có nhiều tác dụng, có sáu pháp cần phải tu tập, có sáu pháp cần biên tri, có sáu pháp cần phải đoạn trừ, có sáu pháp chịu phần tai hại, có sáu pháp đưa đến thù thắng, có sáu pháp rất khó thể nhập, có sáu pháp cần được sanh khởi, có sáu pháp cần được thắng trì, có sáu pháp cần được thắng. Thế nào là sáu pháp cần phải biên tri? Sáu nội xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là sáu pháp cần phải biên tri. Chú thích sau đây trích từ Kho tàng Pháp học, Pháp sư Giác Giới biên soạn, 340, sáu pháp cần biên tri. Parinyayatthamma là sáu nội xứ. Achatikayatana, sáu giác quan để nhận thức đối tượng. Một xứ, Chakkhayatana là mắt hay thần kinh nhãn, giác quan nhìn thấy. Nhĩ xứ, Sotayatana là tai hay thần kinh nhĩ, giác quan nghe tiếng. Ba tỷ xứ, Kha nó mũi hay thần giác quan ngửi mùi. Tứ chiêu hài cho tân á, là nếm vị thân xứ. Kha gia là thần kinh chạm vật. Sao mà nè giác quan nhận thức. Sáu nội xứ có chỗ dịch là lục nhập hay lục sắc cũng được gọi quyền đi dắt, như nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền. Vì sáu giác quan này có chức năng đặc biệt. Chánh kinh đến đây đại cung thỉnh từ gọi nhắn từ y trước trong bài học hôm nay là một bức thầy dạy. Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một ở trong những đặc điểm của Phật pháp đó là mỗi một người tu tập cần hiểu rõ bản thân. Và khi mà mình đề cập đến hiểu rõ bản thân đó, thì thưa quý vị, sự trình bày về sáu xứ, mắt tai mũi lưỡi thân ý trở nên rất là quen thuộc, như là chúng ta nghe ở trong giới luật ấy, có vị tỳ kheo có cái phần giới luật gọi là thu thúc lục căn, hay là nhiều khi chúng ta cũng nghe đến chữ phòng hộ sáu căn. Chẳng như vậy mà sự hiểu biết về sáu căn căn lại liên quan đến giáo lý vô ngã. Khi mà chúng ta nói về 12 xứ hay là 18 giới. Ở trong rất là nhiều trường hợp, đọc ở trong dù là luật tạng, kinh tạng hay là vi diệu pháp, thì tam tạng kinh điển đều trình bày sự hiện hữu của chúng sanh một cách quen thuộc, liên quan đến là sự hoạt dụng của sáu giác quan: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Đạo Phật, ở trong Phật học thì không phải về nói về sáu giác quan này như là một cái nhìn đơn thuần có tác cách là nhân sinh quan về để triết lý, mà
sự trình bày và xét chất quan đó. Bên cạnh những cái phân tích để chúng ta thấy được là con người là tổng hợp của những thành tố như là 12 xứ, 18 giới, thì sáu giác quan, thưa quý vị, được hiểu đó là nơi mà sanh ra nhận thức như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, và cũng là nơi mà cảm thọ khổ ưu hỷ xả sanh khởi, cũng là nơi phiền não sanh khởi. Ngày mai này Tòa Thủ Siêu sẽ giảng về sáu ái. Thì một lần nữa, thưa quý vị, chúng ta sẽ trở lại thấy rằng chính sáu nơi đó là nơi mà phiền não sanh khởi. Và sáu xứ đó cũng là một mắt xích quan trọng ở trong giáo lý duyên khởi của Đạo Phật. Vì vậy, nói một cách không sợ sai lầm là dù trong tạng luật, tạng kinh hay tạng vi diệu pháp, dù là trên phương diện pháp học hay là pháp hành, thì đề cập đến sáu căn hay là sáu xứ, nó rõ hơn, một cái chính xác hơn là sáu nội xứ, hết sức là quan trọng. Khi mà thì Tòa Thủ Siêu trong phần chú thích đó, có dùng cái chữ nội xứ, thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng có tất cả là 12 xứ, 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và 6 ngoại xứ là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Chúng ta nói đến căn và nói đến cảnh. Thì khi mà chúng ta nói đến căn, tách biệt khỏi cảnh, thì thưa quý vị, chúng ta đi vào một sự chấp nhận. Đó là không phải tất cả những chi phối nó thường nằm ở cảnh như chúng ta nghĩ. Ví dụ mình nói rằng thích ăn ngon, cái thích ăn ngon đó, nếu mà cứ rõ ràng là chúng ta bị dính mắc một cái vị nào đó, một món nào đó, thì cái đó quả thật là thuộc về ngoại cảnh và sự chi phối của cảnh. Tuy nhiên, khi mà buồn miệng, tự nhiên muốn đi tìm cái gì để ăn mà chưa biết là mình muốn ăn cái gì nhưng mà vẫn muốn đi ăn, thì mình thấy rõ ràng đó là cái nhu cầu, cái thói quen của lưỡi, và lưỡi muốn như vậy. Chưa có một cái cảnh nhất định, nhưng mà nó nói với mình là mình muốn tìm cái gì đó để mà ăn. Thì hành giả tu tập biết là vấn đề nó không đơn thuần nằm ở cảnh, mà nó còn nằm ở căn, ở các giác quan của chúng ta. Thật ra chỉ giác quan đó, thì chúng tôi dùng tạm ở đây thôi, chính cũng không có chính xác. Chỉ giác quan thì phải thức, thưa quý vị. Sáu giác quan đó là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, ý thức, thì cái thuộc về sáu thức. Ở đây chúng ta nói đến sáu nội xứ, thì chúng ta nói đến sáu cái căn, đó là con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng sanh sống ở trong cảnh dục giới, sanh ra đời thì chúng ta có gọi là sắc thần kinh hay các căn để sắc nghiệp, do cái nghiệp chúng ta có các căn lệ thuộc vào chủng loại của mình. Đó là lục nhập đó, là do duyên danh sắc
Giới sắc ở đây ví dụ như là mình sanh làm người, sanh làm chư thiên, sanh làm loài vật, cũng mắt, cũng tai, cũng mũi, cũng thân, cũng ý. Nhưng con mắt của loài người khác với con mắt của loài chó, loài vật. Con mắt của loài người khác với con mắt của chư thiên. Thì yếu tố khắc căn như này đó, nó tương tự như là cũng thời chụp hình, cũng thời cảnh đó. Nhưng mà cái ống kính, cái lens và cái máy chụp hình đó, nó tạo nên sự khác biệt. Thỉnh thoảng chúng ta đọc những cái bài viết mà nói về máy chụp hình, so sánh giữa những cái hiệu khác nhau. Họ để những máy chụp hình này cùng ở trong một góc cạnh, cùng độ ánh sáng, cùng một thời gian, và bấm nút cùng lúc. Thì có những máu, có những máy ảnh đó, nhất là máy điện thoại đó, nó cho chúng ta cái nét sắc hơn. Có cái có nét không sắc, có cái những cái màu này nó nổi bật, có cái sự tương phản nó nổi bật. Thì cái hình ảnh mà có được, mà nó có sự khác biệt như vậy là nó do cái máy mà ra. Thì cũng tương tự như vậy, cũng thời mùi đó, cũng thời hình ảnh đó, nhưng mà con mắt của chư thiên khác, con mắt của chúng sanh khác, con mắt của loài vật khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lục nhập là dương chinh, do dương nhân sắc. Và các căn của chúng ta đó, nó do cái chủng loại ở trong đời này nó tạo nên. Và vì vậy chúng ta nên hiểu rằng các căn không phải con mắt, mà tất cả mọi thứ đều giống nhau hết. Ở một điểm khác thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến các căn này đấy, thì chúng ta đừng quên rằng nó cũng có một số thói quen và một số thói quen. Ví dụ như là nếu chúng ta là người sanh ở Mỹ Tây Cơ, hay là ở Thái Lan, hay Ấn Độ. Ấn Độ thì chúng ta cái lưỡi rất là quen với vị cà ri. Thái Lan với Mỹ Tây Cơ chúng ta quen với vị cay. Và khi mà ăn quen vị cay rồi thì không có vị cay mình thấy cơm không có ngon. Nhưng mà có nhiều người không quen vị cay thì thứ gì ăn cay cũng cảm thấy khó chịu, chắc lưỡi hít hà, chảy nước mắt. Và dường như là cái cay đó nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác là cay quá, không muốn ăn cơm nữa. Thì như vậy không phải chỉ có tâm thức, trên diện tâm thức mà nó trở thành một thói quen, mà cái thân của chúng ta nó cũng tạo cho chúng ta một thói quen được. Chúng tôi nhớ là cái sự chạm của thân của chúng ta cũng vậy. Có những cái sự xúc chạm mà nó làm cho chúng ta có cảm giác rất là thoải mái. Nhưng mà đối với một số người khác thì cái cảm giác đó là cảm giác hết sức là khó chịu. Thì bây giờ một đặc điểm trên phương diện pháp hành là một khi mà chúng ta đã có khả năng hướng tâm chú ý chánh niệm đối với sáu căn thì chúng ta có khả năng quan sát toàn bộ cuộc sống. Tại vì nói cho cùng, cái gọi là cuộc là một cái sự hoạt động của sáu giác quan, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó tạo nên sáu nghe ngửi đến đúng. Thì ai mà có thể ghi nhận cả sáu giác quan bằng chánh niệm thì thưa quý vị, xem như vị đó là một vị tướng mà đã canh giữ đầy đủ tất cả các cửa thành. Một cái cảm giác mà cái hành giả tu tập
là vị đó hiểu được mình nên canh giữ ở chỗ nào và làm thế nào mà chúng ta không có bị quân địch tấn công, mà ngoài cái sự dự tưởng của mình, ngoài cái sự phòng thủ của mình. Ví dụ như là chúng ta phải canh phòng giặc mà ở một nơi trống trải, mà không có tường, không có hào lũy, không có cổng thành, thì thật sự rất là mệt mỏi. Tại vì bốn phía chúng ta chỗ nào giặc cũng vào được hết. Nhưng bây giờ chúng ta có thành quách, và ở trong thành quách đó thì chúng ta hiểu rằng có những lối vào, có bốn lối vào, có năm lối vào, có sáu lối vào, và những lối vào đó chúng ta có bố trí, thì đương đối là chúng ta sẽ yên tâm được, là mình nắm được cái địa hình địa vật, nắm được cái trận thế một cách toàn diện. Cũng tương tự như vậy, thưa quý vị, một người tu tập đó, thì nếu chúng ta khéo, chúng ta sẽ tự nhận, tự khám phá ra cái gì là cái làm cho mình dính mắc. Không phải là có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì tất cả mọi người đều bị chi giống nhau, bị phiền não giống nhau. Có người thì đặc biệt là bị chi phối bởi con mắt. Con mắt ưa thấy sắc đẹp, ưa nhìn, ưa ngắm, ưa ngó những cái gì khả ái, khả ý. Một phần là do thói quen, một phần là do cái sự cuốn hút của cảnh vật. Bởi vì vậy, nếu một người mà tự biết rằng con mắt của mình mà nó dễ bị phiền não như vậy, thì chúng ta tập bớt nhìn, tập thu thúc lại. Nói về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói rằng ở tại Mỹ đó, người ta có một cái văn hóa mà nhiều khi nó không có tiện cho các vị tu sĩ. Đó là khi mình nói chuyện với ai mà mình tránh không có nhìn thẳng vào họ đó, thì ý này người ta xem như là mình là con người không có thành thật. Tại mình nói chuyện thì người ta gọi là cái eye contact, tức là mình dùng con mắt mình nhìn thẳng, mình ngó vào cái người đối diện, đó là chuyện quan trọng. Nhưng mà ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì một vị tu sĩ mà sống mà thu thúc sáu căn phòng hộ mắt đó, là một điều mà cả quần Phật tử dân gian đều biết. Vị tu sĩ mà đi vào trong làng xóm, dù là đi khất thực hay đi bình thường, cũng không có ngó ngang ngó dọc, cũng không có nhìn ngó như là người đời. Người đời thì nhìn đâu thì nhìn, ngó đâu thì ngó. Ngay cả một cái vị tu sĩ mà ở trong giới luật thì không có cố ý nhìn vào mặt cái vị thí chủ. Dạ. Vào mắt á, thì hướng về phía trước, nhưng mà ở cái tầm nhất định. Và nhiều khi vị trí chủ dân công mình cũng không có nhìn ngó rõ mặt mũi của họ. Và cũng có nhiều cái điều kiện liên quan đến giới luật mà chúng ta nói về sự thu thúc con mắt. Rồi tay của chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Tay của chúng ta thì lại nó có cái nhu cầu là nghe những tiếng hay, kể cả âm nhạc, kể cả tiếng nói, và nhất là tiếng nói của người khác phái, hay là tiếng nói của những đối tượng của người khác, có đôi khi nó cũng cho chúng ta một cái sự thu hút rất là đặc biệt. Chúng tôi nhớ là nhiều năm về trước, chúng tôi có nghe một người Phật tử là một số tiền lớn mua vé máy bay từ chỗ tiểu bang mà anh đang ở đó, để sang một tiểu bang khác rất là xa, chỉ gặp một người làm việc trong phao thóc. Anh đã nói với chúng tôi rằng con phải tốn nhiều mấy trăm đồng để đi gặp một người, mà thật sự tại vì con rất là thích người, rất thích nghe âm thanh người đó. Thì thời đó
đó, thưa quý vị, người ta không có cái khả năng mà nói chuyện bằng FaceTime, bằng hình ảnh nhiều, và đôi khi qua cả âm thanh, cái chất mà nó cũng có một cái sự cuốn hút và khiến cho người ta nghĩ người ta cũng muốn để gặp cái người mà có cái âm thanh hay như vậy. Khi mà chúng ta nói về về mũi thì nhiều người lại nghĩ là cái chuyện đó nó nhẹ thôi, nó không có chuyện gì, nhưng mà chính cái nhu cầu của mũi lớn lắm. Ví dụ chúng ta nói cái kỹ nghệ của nước hoa, ví dụ chúng ta nói về cái mùi thơm, mình ở trong một cái căn phòng nào đó mà có cái mùi thoang thoảng nghe nhẹ, một mùi thơm mình cũng thấy dễ chịu, và có những cái mùi mà làm cho chúng ta khó chịu. Rồi vị, nói đến lưỡi thì dĩ nhiên là cả một cái nền ẩm thực thực của nhân loại, không biết bao nhiêu là giấy mực, không biết bao nhiêu là tiền bạc, để con người làm sao để có cái mà vừa với vị giác của mình, vừa với lưỡi của mình. Chúng ta gọi chữ ngon thôi, chừng có chữ ngon là dù là rượu ngon, là thức ăn ngon, trăm muôn ngàn thức. Và dĩ nhiên là ăn đó là một cái thói quen, và thói quen lớn. Bình thường thì không có chuyện gì, và xin hỏi quý vị có còn nghe được không? Dạ quý vị, dạ. Thì thưa quý vị, chúng ta nói về thân, tới thân về xúc giác, và xúc giác thì ngay cả như là trăng êm đềm ấm, cái ghế ngồi, hay là những cái thú vui về dục dục, hay là nhiều thứ mà liên quan đến xúc giác của chúng ta, nó trở thành một cái chi phối rất là lớn trong đời sống. Và phải chỉ có nhưng mà ý chúng ta nó cũng có cái nhu cầu nữa. Chúng tôi lấy một ví dụ là có một số người thích triết lý, thích làm thơ, thích mơ mộng, thích hồi tưởng quá khứ, ý đôi khi bị xem nhẹ, nhưng mà nó là một sự thu gom của toàn bộ thế giới này. Chúng tôi lấy một ví dụ là cái thời khắc mà chúng ta nhìn ngắm bông hoa ở công viên không bao nhiêu hết, nhưng mà khi trở về để mà nhớ nghĩ, để mà nhai lại, để mà trạng lại, thì thưa quý vị, cái đó nó mới là cái lớn. Vì rồi chúng tôi và một số quý Phật tử đi lên Yellowstone, có nhìn thấy một số những cái hình ảnh đẹp của thiên nhiên, như là thác nước, như là những con bò tót ở trong rừng núi, những cái đường đèo rất là ngoạn mục. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà những cái cảnh đó nó đi vào trong mắt, nó đập vào trong mắt mình, cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, có khi chợt một thoáng qua thôi. Nhưng mà chính những cái ấn tượng, những gì mà đem vào trong tâm tư của mình, sau đó nó trở về, nó để lại một cảm giác mình đã có mặt nơi đó, nơi đó đẹp quá. Cái ý tưởng mà nhai đi nhai lại, trạng đi trạng lại, cái ý tưởng nó mới nung nấu ở trong lòng chúng ta nhiều. Bởi vì khi mà mình học về Phật Pháp đó, sáu cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, thì cái tiếp xúc trực tiếp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc đó, thời gian rất là ngắn ngủi. Nhưng mà khi năm cảnh này đó, nó đã đi qua rồi, nó tạo thành những ấn tượng trạng lại, thì nó gọi là cảnh ngủ quá khứ, cảnh ngủ quá khứ,
sát sinh khi bị xuất phát của quá khứ, thì năm cảnh quá khứ nó trở thành pháp. Và cái cảnh pháp là cái gì? Làm cho chúng ta say đắm miên man, hồi suy nghĩ lên rất là nhiều. Vì vậy chúng ta không phải chỉ có cảm nhận sắc kinh khí bị sự pháp bằng mắt tai mũi lưỡi thân, mà chúng ta còn cảm nhận bằng ý thức. Cái ý thức là cái gì? Nhai lại, trạng lại và xử lý hóa, thẩm thấu. Một cái người có cái nhu cầu để mơ mộng, người có cái nhu cầu để làm thơ, người có nhu cầu để triết lý, một người có cái nhu cầu để mà vẽ rồng vẽ rắn, để mà sáng tạo, thì tất cả đó là cái thế giới của tư duy, cái thế giới của ý. Và thế giới đó nó mênh mông, nó rộng lớn. Và chúng ta đừng nghĩ, đừng đánh giá thấp rằng cái thế giới đó nó không có chi phối mình. Có nhiều người thứ vị họ không quan tâm đến ngoại cảnh nhiều, nhưng mà họ rất là quan tâm đến cái cảm xúc trong lòng. Cảm xúc đó dựa là thi hứng, tức là cái nguồn cảm hứng để làm thơ. Cảm xúc dân trào của một cái sự sáng tạo, nhu cầu gọi là tưởng tượng, imagination. Những thứ đó nó rất là lớn. Vì vậy, với một người tu tập thì ở các căn, đây là tai, đây là mũi, đây là lưỡi, đây là thân vị, và cũng hiểu rằng đó là những cái cửa ngõ, đó là những cái nơi mà phải phòng ngừa, đó là nơi mà phiền não sanh khởi, đó là những vết thương mà nếu không được băng bó sẽ bị nhiễm trùng, đó là nơi mà ma quân có thể xâm lấn, có thể chi phối, xâm lấn, có thể chi phối mình bất cứ lúc nào. Hiểu cái này, nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu về con người mình rất là lớn. Đôi khi người đó xúc phạm mình, cái người đó thế này, người đó thế kia, thì mình dạ xin lỗi quý vị có thì thứ gì giờ đến một nào đó, đó thì thay vì phản ứng đối với cái đẹp cái xấu, cái vui cái buồn, nhân ngã bị thử giải thích thế này thế kia, thì chúng ta không có chú ý nhiều về chuyện đó, mà chúng ta chỉ đơn thuần là thấy biết là thấy, nghe là nghe, ngửi biết là ngửi, và chúng ta hiểu rằng những cảnh đó nó đến trong khoảnh khắc rồi nó lại ra đi, nó sanh rồi nó diệt, nó không có chuyện gì để mình làm lớn chuyện về chuyện đó. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái phản ứng bình thường của mình đó là thường chuyện bé xé to, nhưng mà ở trong một ngày đó, không biết bao nhiêu là
những cái cảnh hiện đến, và mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta nó hoạt động liên tục, mà chúng ta chỉ thấy rằng tất cả là một vùng sinh diệt, là năng duyên sở duyên, và cảnh và tâm, các giác quan gặp nhau nó tạo ra muôn ngàn thứ. Và những thứ đó, đó nó không có phải là cái chuyện lớn để mà chúng ta giận hờn, để chúng ta bực bội, để chúng ta thế này thế kia, mà tất cả đơn thuần là cảnh hiện ra, tiếp xúc với các căn và tạo ra các cảm thọ, tạo ra sự dính mắc, tạo ra sự bực bội, chấp thủ vân vân. Những điều đó, đó chúng ta thấy nó là một cái phản ứng di chuyển. Thì với một người tu tập theo Phật pháp đó, cái khả năng để mà quán chiếu các cái hoạt động của mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, không phải chỉ đơn thuần là một thứ lý thuyết, mà nó là một cái kỹ thuật hay là một cái phương thức để bắt nhịp kịp với đời sống của mình. Chứ thường nó bắt nhịp kịp là nhiều khi thưa quý vị, chúng ta không có cái khả năng để nhận ra, để hiểu rõ về cuộc sống, mà mình cứ thấy là cuộc sống nó là một cái gì rối bời, như là một người mà không có giỏi về thương mại, khi mà bước ra làm chủ một cái cơ sở thương mại thì là cảm thấy rối ren, bị lúng túng, không có bao nhiêu chuyện phải lo, nào là khách hàng, nào là giấy tờ, nào là phải lo mặt hàng, rồi lo bị luật lệ thế này kia. Nhưng mà khi mà mình đã quen thuộc rồi đó, thì công việc nào giải quyết theo việc đó, nó một cái là điều hành một công ty, một hệ thống, nó có những cái phần hành như vậy, nó có chuyện gì để mà rối rắm hết. Thì tương tự như vậy, khi mà mình tu tập, và nếu chúng ta có được một cái hiểu biết rõ về các căn, đây là con mắt, đây là sắc, đây là nhãn thức, đây là lỗ tai, đây là âm thanh, đây là tiếng, và chúng ta cũng hiểu được là cảnh á, nó hiện đến, nó chi phối cái tâm và phiền não sanh khởi, và chúng ta thấy được cái sanh và cái diệt, cái sanh cái diệt ở đây nó quan trọng. Ví dụ như là âm thanh nó hiện lên, rồi bây giờ âm thanh nó không còn nữa, rồi mình thấy rằng cái ý thức mình khởi lên, mình liên tưởng, mình suy nghĩ, và mình thấy rằng không cần phải suy nghĩ. Công việc của chúng ta là lúc nào cũng có cảnh hiện ra, và lúc nào chúng ta cũng có phản ứng, và do vậy chúng ta thấy rằng đây là âm thanh hiện ra, âm thanh biến mất, có sanh có diệt. Và bây giờ chúng ta trở lại với hơi thở, chúng ta trở lại với điểm một niệm. Lâu ngày như vậy nó tạo chúng ta cái khả năng là chỉ ghi nhận chứ không có phản ứng. Cái thái độ ghi nhận không phản ứng, như là Đức Phật dạy cho Tôn giả Bahi Giá, là khi thấy chỉ biết là thấy, nghe chỉ biết là nghe, không có chấp thủ ở trong đó là đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta đó. Nó chỉ nằm ở trong gan tất thôi. Nhưng mà chúng ta hay bị cái chuyện là tự nhiên cảm thấy là tôi thấy, tôi nghe, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó gắn vào trong đó, nó làm chúng take it too personal, tức là chúng ta lại có cái ngã chấp vào trong đó. Và ngã chấp đối với pháp đó, đó nó được chúng ta giải quyết bằng cách rất là rõ. Nếu chúng ta thấy được cái sanh và cái diệt, nó tự nó sanh, mình không mời nó đến, nó diệt, mình muốn cái níu nó lại thì nó cũng ra đi. Và cái sanh diệt như vậy nó đắp trong cuộc sống, nó giống như là mình chạy xe trên đường, bao nhiêu là cảnh đẹp hiện ra, và khi nó hiện ra rồi nó biến mất. Trong cái hiện ra biến mất đó, nó chợt đến chợt đi, chợt đến chợt đi, mà chúng ta không thể nào nói rằng đó là của ta. Không có lý do gì mà chúng ta nói rằng núi đó là của tôi, hoa đó là của tôi, dòng suối đó là của tôi. Tất cả mọi thứ nó chỉ là một cuốn phim được chiếu qua, và nó là cuốn phim rất thật. Nhưng mà khi nó, cái quan trọng là thấy được cái hiện ra và cái biến mất, mà trong đạo Phật gọi là sanh diệt. Thì càng hướng tâm bằng chánh niệm vào trong cuộc sống, càng có khả năng
để quan sát những cái giác quan của mình, và càng để ý đến những cái hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì lâu ngày ngày một hành giả sẽ thấy rằng cuộc sống là một dòng chảy liên tục, dòng chảy không ngừng nghỉ, dòng chảy nó tiếp nối của những sanh diệt. Sanh diệt ở đây đó là bao nhiêu thứ của căn cảnh và thức, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, những thứ nó đắp đổi liên tục với nhau, nó tạo nên cuộc sống. Và từ cái nhìn thấy sự đắp đổi kết nối của những cái sanh diệt đó, thì dần dà chúng ta sẽ giảm đi cái ảo giác cố chấp rằng đây là của ta, đây là tự cả của ta. Bởi vì sao vậy? Nó đến nó đi, nó sanh nó diệt, có gì để mà hãnh diện, có gì để mà vỗ ngực xưng tên, có gì để mà chấp thụ là ta là của ta. Và cái đặc biệt thì thưa quý vị, nó khiến cho chúng ta bớt chấp thụ, bớt phiền não, và đằng sau đó là bớt đau khổ. Ngài Ajahn Chah đó, Ngài có nhắc một câu đó là một cái mục đích của người tu tập không phải là để lên thiên đàng, mà mục đích của người tu tập là để chấm dứt khổ. Chúng ta có thể thích thiên đàng, nhưng mà chúng ta không hiểu rõ thế nào là chấm dứt đau khổ. Nhưng một ngày nào đó, khi mà chúng ta thường quan sát về sáu cảnh đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng chúng ta thường có cái chấp thủ sai lầm. Đây là ngã, đây là ngã sở, đây rồi đến một mạng tùy biên. Tức là đây ta là của ta, là tự ngã của ta. Và chính cái chấp, ba cái chấp đó, gọi là ngã, ngã sở và mạng tùy biên, nó làm cho chúng ta khổ. Và như vậy sự tu tập nhìn thấy, càng nhìn thấy điều đó thì chúng ta càng cảm thấy bớt khổ. Buổi sáng mình thức dậy, trên lúc mình đi ngủ, không biết bao nhiêu là những cái cảnh nó đến, nó hiện ra, chợt đến chợt đi. Mà chúng ta thực sự mình nhìn điều đó mình say mê, giống như là mình say mê một cuốn phim. Ở trên cuốn phim mà mình thấy đó là hình ảnh của những con người nam thanh nữ tú đẹp đẽ như vậy, có cái cung cách như vậy, có cái đường nét như vậy. Nhưng mà thật ra một cuốn phim mà mình thấy đó, nó là một sự chiếu nhanh của những tấm ảnh chụp lại. Bao nhiêu ở trong cái đó, nó không có người, nó không có người thật, nó chỉ là một cuốn phim thôi. Và có dịp nào chúng ta cầm cuốn phim đó thì tất cả những hình ảnh về màu sắc, sự cử động vân vân, thật ra nó chỉ là một cái sự hiện khởi nhiều của một cuốn phim. Và ở đó mình thấy được cái đặc tính vô ngã của cuộc sống. Cuộc sống nó vốn là như vậy. Cái dòng chảy của vô thường, đó là cái gì? Có sanh có diệt là vô thường. Và trong cái sanh cái diệt đó, nó vô thường, nó làm cho chúng ta mãn nguyện, nó làm cho chúng ta tội nguyện một cách hoàn toàn, đó là khổ não. Và trong cái vô thường khổ não đó, thì Đức Phật đã dạy rằng không thể gọi đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Cái đó gọi là vô ngã. Thì thứ gì hôm nay chúng tôi quán chuyển với Thượng tọa Tuệ Xuyên, đó là ngày giảng chúng tôi ngày mai. Hôm nay chúng tôi Thượng tọa Tuệ Xuyên mới vừa đi giảng về mệt, do đó chúng tôi trình bày đề tài sáu xứ. Bây giờ thì để thỉnh Thượng tọa Tuệ Xuyên, không biết Thượng tọa còn ở trước máy và có không. Nếu Thượng tọa Tuệ Xuyên khỏe thì xin Thượng tọa hoan hỷ nói cho vài lời ở trong lúc soạn các câu thảo luận. Và Thượng tọa Tuệ Xuyên, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Dạ, hình như Thượng tọa Tuệ Xuyên không có ở trước máy. Đại Đức Pháp Tính ơi, Pháp Tính có thể giúp nói vài câu trong lúc soạn các câu thảo luận không? Không biết là Đức Pháp Tính có nghe được không? Có gì qua khỉ chờ chúng tôi một chút nha. Không thấy Đức Pháp Tính vẫn... dạ, thấy có Thượng tọa Tuệ Xuyên đưa tay rồi. Tốt quá, hy vọng Thượng tọa có thể cầm biết được. Quý vị biết mấy hôm nay chúng ta gặp vấn đề về Paul Talk. Dạ, kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Xuyên. Dạ.
Anh là một thầy. Lời thượng tọa Linh Đẳng trong thời gian cho là thượng tọa nhiều câu hỏi chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị một điều Đức Phật này rất là thực tế. Khi mà Ngài trình bày những cái pháp tu, Ngài chỉ nói điều gì có ở trong, có thực tại. Và là chỉ nguyên nhân sinh ra cái pháp đó. Cũng như khi mà muốn diệt trừ phiền não, thì phải nhìn ngay phim cái gì mà nó tạo ra từ họ. Tham sân si nó sinh khởi, sinh khởi ở đâu? Nó sinh cái dựa vào mắt tai mũi lưỡi thân ý, thấy nghe ngửi nếm đụng gì, cho nên người tu tập chúng ta không biết rõ mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nó cảnh như thế nào nó làm duyên cho nó xem như thế nào, như vậy xem như là chúng ta chưa có, chưa có thể tu tập được. Tất nhiên chúng ta nên hiểu rằng là theo ví dụ pháp thì sáu nội xứ nó tiếp xúc với sáu ngoại xứ, nó phát lên sáu thức. Nếu trong được cảnh đã sanh thức như vậy thì cũng chưa phải là vấn đề để chúng ta bỏ trừ, chưa phải là vấn đề nguy hiểm, mà chính do cái sự tác ý của tâm động lực thì thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ
nếu như không có tu tập của chánh niệm để cho động lực tham sân si nó sanh khởi thì nó sẽ đưa đến nhiều cái pháp tệ đó. Cho nên chúng ta biết rõ để mà chúng ta đi cũng như trong căn nhà có sáu cửa. Khi mà chúng ta mới đến, chúng ta muốn đến ở trong căn nhà đó, chúng ta phải biết rõ cửa trước, cửa sau, cửa hông, cửa ra, cửa xuống, cửa thượng, vân vân. Chúng ta phải biết rõ như vậy, chúng ta mới có thể ngăn chặn được đóng bít lại để ngăn ngừa cái sự đột ngột của cái trộm. Ở đây khi mà mắt thấy cảnh sắc, tay tiếng mũi mùi, nó thì không cảm ý nghĩ, nếu gặp cảnh tốt thì cảm ý sinh khởi, nếu gặp cảnh xấu không vừa lòng thì cảm ý sinh khởi. Nếu mình gặp cảnh không tốt không xấu cứ bình thường thôi, nhiều khi trong si và nhi si không dẫn đến sinh khởi. Cho nên khi thấy chỉ biết là thấy thôi, nghe chỉ biết là nghe thôi, khi ngửi chỉ biết là ngửi, ngửi thôi, khi đếm chỉ biết là đếm thôi, khi xúc tưởng chỉ biết là xúc tưởng, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Chúng ta được cầm những cái hình ảo mà chúng ta phát sinh lên, chỉ từ đó tu tập chúng ta cũng đủ để làm cho cái tâm nó mạnh. Pháp Kim Cương Đức Phật đã dạy rằng ai sống quán bất tịnh kéo phùng hộ ác căn, ăn uống biết tiết độ, có đức tin chuyên cần mà không hiếp cãi gió thổi dưới đá, như người khi một gì nào khởi lên làm cho họ yêu đứng, họ khổ sở, họ nhận thức được chỗ đó, họ không có biết chi được gì nào nó phát sinh từ đâu. Hãy gặp sự khổ trong đời sống thì họ giải quyết bằng cách là họ giống như giữ lửa
về từ bà địa phi và có người tin vào cái đời sống tâm linh họ gặp cái phiền não phải đến đi bất tội nên như vậy họ liền đi tìm đến những vị có khả năng bùa chú để họ trấn áp những cái phiền não đó và vậy ở đây chúng ta thấy rằng làm như vậy chúng ta chỉ cần chấp thêm cái phiền não chứ chúng ta không có nó sạch được phiền não. Cho nên chúng ta phải biến chia được chín năm cửa sáu cái cửa ngõ cửa mắt cửa tai cửa mũi cửa thân cửa ý sáu cái cửa ngõ đó cảnh nó hiện vào thì tâm nó sinh khởi và tâm nó sinh khởi đó thì chúng ta bị chi phối bởi tham sân si chúng ta mới phát sinh lên cái sự khổ đau chi phối lúc bây giờ có một vị du sĩ tên gọi là Đà Rước Trời Già Bảy Già cái vị đó chỉ mặc y phục được một bệnh lại bằng cái gỗ cây khi mà được nhìn chứng họ đúng ngưỡng và xin ngưỡng họ tôn sự gì đó như Phật A La Hán thì ông ta cũng nghĩ rằng đây là Phật A La Hán một vị chư thiên minh thuộc đã hiện ra báo cho ông ta biết ông ta chưa phải là Phật A La Hán chỉ có Đức Phật sự hiện ở đời ngài mới biết ngài là vị A La Hán biết rõ pháp thực hành đưa đến vị A La Hán thế là ông bày giá đi tìm Đức Phật gặp được Đức Phật đang trên đường đi cấp thực tâm thành sau khi Đức Phật nhận thấy rằng người có duyên lành gì để thoát cho nên ngài dừng chân lại và ngài thuyết về pháp tánh khi thấy chỉ biết là thấy nghe chỉ biết là nghe khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ không có cái ta thấy ta nghe ta ngửi ta nếm ta được ta suy nghĩ chỉ là cảnh hiệu vào tức khởi lên gì thôi khi mà siêu quán như vậy sẽ từ mở nhà tắt và dám nghe đại khái pháp môn đó ông ta liền đã lễ Đức Phật và ngồi lại ở những cây bên vỉa đường chìm niệm lời dẫn người ta đã chứng quả là hả sự tu tập là như vậy rồi bây giờ thì đã thấy có câu các niệm sinh một của thượng giới giới đẳng như rõ sâu thượng giới thượng giới điều hợp cho hôm nay năm mươi tháng
Sa thú kính trình Thưa Tổ Thiếu Sư. Bây giờ chúng ta có câu trắc tiên, câu trắc nghiệm số 1 và Tổ Thiếu Sư qua kỳ bán câu trắc nghiệm này. Mời quý Phật tử trả lời câu nào sau đây chính xác khi đề cập về 6 căn. A là thu thúc lục căn là một ở trong tứ thanh tịnh giới. B là 6 căn là một trong thập nhị duyên khởi. C là những thể tài như là 12 xứ 18 giới là cơ sở quan trọng để giải thích giáo lý vô ngã và là điểm nổi bật của truyền thống phân tích theo A Tỳ Đàm. D, cả ba câu trình đều đúng. Mời quý vị trả lời và kính thỉnh Thưa Tổ Thiếu Sư hoan hỷ cho đáp án. Kính bạch cho căn kính thưa quý Phật tử, khi đi cả bến sáu căn trong cái lý như trong thực tạng cũng có đề cập đấy, có vấn đề thủ tướng của căn là anh đi lắp sang vào bác sĩ giới thủ tướng của căn và có rất nhiều cái đoạn kinh mà Đức Phật này dạy về cái vấn đề thủ tướng của căn. Cho nên cái câu này, vấn đề này là chính xác khi đề cập đến sáu căn. Lại nữa, trong thập nhị nhân duyên, nói đến lục nhập trong đó không xài chữ em giá mà xài chữ ai gia tăng á cũng chỉ cho em gì sáng em gì giá thì chất duyên danh sắc duyên chất duyên lực nhập nhập duyên xúc lục nhập ở đây chính là sáu căn, nó là một con mắt, nó là một xếp thập nhị duyên khởi. Câu này cũng chính xác khi đề cập đến sáu căn có trong kinh điển. Khi nói đến tài 12 xứ thì có 6 hành hội xứ, 18 giới, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. 6 căn đó cũng thuộc về mắt tay mũi lưỡi thân ý. Cho nên ở đây cả 3 câu đúng. Đáp án chúng tôi là câu B. Xin thưa quý vị, chúng ta trở lại nguyên thầy.
Dạ vâng, kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu đi nghỉ. Dạ, phần còn lại thì Chư Tăng ở Trung Trung sẽ phụ trách. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thưa quý vị, chúng tôi mấy chục năm rồi quen đánh tiếng Việt với cái cách của BNI. Vì sao thì chúng tôi lại muốn đổi sang Telex, tức là cái kiểu đánh tiếng Việt mà chúng ta có, là tiêu chuẩn của Windows cũng như là của Apple bây giờ đó. Thí dụ như là hồi xưa chúng ta đánh bằng mấy con số 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn, như là dấu sắc thì S, dấu quyền đánh chữ S chẳng hạn. Chúng tôi đang chuyển sang thật ra đánh hơi chậm một chút. Bởi vì có thể cái phần nào mà chúng tôi đánh không kịp đó, thì xin nhờ các vị MC Quang Hỷ bỏ dấu giùm cho, đánh dấu giùm. Bây giờ thì Thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Quang Hỷ cho đáp án của hai không biết Thượng Tọa Pháp Đăng ở quý Thượng Tọa trả lời. Do không cắt điểm thì tôi học đăng quan đối với
hàm quý đó, bên những xã hội tịnh hảo đó, ở trong những cái tâm thiện hợp trí đó, nó sẽ làm việc để mình không có bị rơi vào những cái phiền não. Và phiền não thì chúng ta biết tham sân si là phiền não. Nên chúng ta có đáp án là cái câu D, cả ba câu trên đều đúng. Rồi xin chúc mừng quý vị đều chọn cái đáp án là câu D. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trở lại để Thượng Tọa tiếp tục có nói gì thêm, thỉnh Thượng Tọa, còn nếu không thỉnh Thượng Tọa tiếp tục được họp. Sa thú kính trình từ thọ đằng đại đức pháp tính, đại đức pháp tính mắc ở trước máy và có nghe được không? Nếu đại đức pháp tính nghe được xin thỉnh đại đức pháp tính hoan nghỉ cho đáp án của trắc nghiệm số 3. Không biết đại đức pháp tính có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tính có nghe được không? Đại đức nguyên thông, đại đức nguyên thông có nghe được và có thể cho đáp án không? Dạ, dạ mời đại đức nguyên thông. Vâng. Chánh niệm phương thông cho đáp án câu trắc nghiệm số 3. Nếu chúng ta thường chánh niệm đối với hoạt động của sáu căn, thì có thể nhận ra điều nào sau đây? A. Cuộc sống là sự hiện hữu của dòng sanh diệt liên tục tiếp nối. Dạ, bình thường thì mình không thấy rõ. Nhưng mà khi mà chúng ta chánh niệm đối với sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống nó là một dòng chảy tiếp nối của sanh và diệt. Hết sanh rồi diệt, hết diệt rồi sanh. B là sáu cảnh đẹp xấu vốn tương đối do nghiệp quả phiền não chi phối. Những cái mà chúng ta gọi là đẹp, những cái mà mình thích thì thật sự nó không có tuyệt đối đâu, nó là tương đối, là do cái nghiệp quá khứ, do sự giáo dục của chúng ta. Thậm chí một món gọi là ngon thì nó lúc đói thấy khác, lúc no thấy khác, chứ không phải là nó có giá trị tuyệt đối như chúng ta nghĩ. C là chấp nhận thực trạng khả năng làm chủ của chúng ta rất ít. Chúng ta thường nói là mình chủ cái nhà, làm chủ cái xe, làm chủ cuộc sống. Nhưng mà khi mà chúng ta chánh niệm đối với sáu căn của mình rồi đó, thì mình thấy rằng cái gì mình thấy, cái gì mình nghe, ngửi, nếm, suy nghĩ đó, mình làm chủ nó không có nhiều như mình. Nếu mà chúng ta mình nghĩ rằng mình làm chủ, ví dụ mình nói là mình chủ con mắt của mình, mình mắt mình có khả năng đi tìm những cảnh đẹp, thì nói như vậy chứ cái khả năng làm chủ chúng ta tương đối lắm. Chứ phần lớn là những điều trông thấy mà đau đớn lòng thôi, chứ không phải là chúng ta muốn là được. Đây là cả ba câu trên đều đúng. Mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh đại đức Nguyên Thông hoan hỷ cho đáp án. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tu luyện sư phụ có đáp án cho câu trắc nghiệm số 3, hỏi rằng nếu chúng ta thường chánh niệm đối với hoạt động của sáu căn thì có thể nhận điều nào sau đây? Mình chánh niệm tức là mình sống trong giây phút hiện tại. Mình chánh niệm tức là mình nhìn cái tâm mình, mà cái tâm mình hiện trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó, thì mình thấy là mình có cái dính mắt. Khi mình mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi hửi lưỡi nếm thân xúc chạm hay không, thì cái người tu hành là hành động cái vụ đó, là do quan sát cái vụ đó, quan sát sự chánh niệm tỉnh giác của sáu căn chúng ta dương với sáu cảnh trần cảnh bên ngoài là sắc thanh hương bị xuất phát. Khi mà chánh niệm tức là không nhìn ở ngoài để soi mói người khác, mà chánh niệm tức là mình nhìn vào cái lục căn của mình để xem mình có vướng mắc hay không. Và nếu vướng mắc thì buông xả, còn không vướng mắc mà mình cảm thấy thanh tịnh. Và vì vậy cho nên khi mà đã thực hành điều đó thì mình mới thấy cuộc sống là sự hiện hữu của sự đồng sanh diệt liên tục tiếp nối. Nghĩa là khi mà mình chánh niệm tỉnh giác nhìn vào cái tâm của mình thì mình thấy cái tâm mình nó chạy nhảy, và cái tâm mình nó có từ ngữ là tâm viên ý mã,
Mà khi mình thấy tâm viên ý mã, mình buông xả những cái đó để tập trung tư tưởng mình vào một cái điều, một cái kasina nào đó, thì lúc đó mình mới thấy là đúng như cái câu mà nói rằng cuộc sống là sự hiện hữu đồng sanh sanh diệt, là cái vừa một cái pháp vừa tính sanh diệt, nghĩa là vừa nghĩ điều này tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ qua cái điều khác, mình đó là những cái pháp nó sanh diệt ở trong cái tâm của mình, mà chính mình khi mà nhìn vào cái tâm mình sẽ nhận thấy cái điều đó. Và ngoại vật cũng vậy, cái cảm giác cảm thọ cũng vậy, và cái tư tưởng cũng vậy, cái nhìn cũng vậy. Dạ, chỉ đã đồng sinh diệt, tức là khi mà mình thấy những cái tâm mình nó khởi lên, mình thấy cái điều đó thì khi mà mình biết cái điều đó thì tất cả những cái sự thấy của mình và cái pháp của đó đều sanh ra một lượt, và khi diệt là nó đi diệt, mình cũng không thấy nó có nữa, thì tất cả những cái đó đều cái sự hiện hữu cái pháp đó và cái sự thấy biết cái biết cái thức của mình khi mình nhìn thấy cái điều đó thì nó cùng đồng sanh diệt, cho nên nó là đồng sanh diệt là như thế. B 6 cảnh đẹp xấu vẫn tương đối do nghiệp. Cái điều này là phải học Phật pháp thì mới thấy được. Cái người mà chuyên môn nhìn cái điều xấu xa hay là thế nào đó là tương ứng với những cái nghiệp mà bất thiện mà họ đã gặp làm kiếp trước, cho nên kiếp này họ gặp những cái điều đó. Còn người nào mà luôn luôn gặp những cái điều mà vui vẻ tươi cười thì bởi vì những cái điều cái thiện nghiệp trong những quá khứ họ đã làm, cúng dường hay là ăn học hay là tu tập, và những cái tất cả những cái sự việc mà ăn học của tu tập cúng dường đó thì nó tạo cho những cái nghiệp, và nhờ vậy ra kiếp này thì sanh gặp được chánh pháp, được có điều kiện thuận tiện để đi vào room học hành, ná ná là như vậy. Vì vậy cho nên những cái cảnh mà chúng ta đang hưởng thọ bây giờ thì không phải tự nhiên ra, không phải trời cho Chúa cho, mà đó là do cái kết quả ta gọi là cái dị thục. Cái dị thục tức là dị thời nhi thục, tức là những cái hành động thiện, cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm ở quá khứ, ở một thời điểm nào trong quá khứ là cái thời điểm là T, rồi bây giờ cái thiện báo nó xảy ra lúc này, thì hai cái thời gian nó khác nhau, được gọi là dị thời mà nhi thục, thì nó hiện ra cho chúng ta thấy là như vậy. C là chấp nhận thực trạng khả năng làm chủ của chúng ta rất ít. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, cái câu C này rất là đúng, là tại vì có nhiều cái điều mà mình muốn như thế này, mình muốn tu hành, mình làm thế này, nhưng mà đôi khi cái định lực của mình hay là cái khả năng sạch sẽ của mình nó không đầy đủ, cho nên là mình vẫn còn có những cái là tham đắm vì tiền bạc, vì danh vọng hay là vì tình yêu hay là dâm dục. Tất cả những cái đó là những cái điều mà cái người tu hành thật sự thành thật chân thật thì sẽ thấy cái điều đó, là chấp nhận là nhận thức cái khả năng làm chủ của chúng ta rất ít đối với những thực trạng đó. Còn nếu mình nói rằng không, tôi làm chủ hết, thì đó là A-la-hán rồi. Thành ra bởi vì những người mình như chúng ta, mình thấy rằng mình có cái khả năng nhận biết điều phải hay điều trái, điều ấy, mà cái khả năng mình muốn mình luôn luôn điều phải hoài, thì sự thật ra mình không có cái khả năng điều đó. Lúc nào mình nghĩ rằng mình chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà đôi khi nó giật, hay là mình quên đi do cái định lực của mình không có vững, là đó là cái sự thật, nó là như thế. Vì vậy câu trả lời phải là cái câu D, tức là ba câu trên đều đúng. Do đó con thấy là đa số Phật tử là châu pha, từ bi, diệu giác, kim anh, từ mẫn, pháp lữ vân vân đều trả lời đúng. Kính thưa sư phụ và Phật tử trong đạo tràng, thông minh, có tu hành, do đó là có những điều đó là rất hay. Pháp lữ nói là thực trạng không có khả năng làm chủ. Thực trạng không có năng làm chủ không phải là vô ngã. Thực trạng không có năng làm chủ không phải là vô ngã. Nếu vô ngã à,
Anh nói cái vô ngã đấy đó, là anh nói là cái thác xác thân của chúng ta là nó không có chủ, là chỉ vì vậy cho nên nó không có sống hoài mà nó chết đi. Còn không làm chủ là cái khả năng, cái định lực của chúng ta, cái trình độ giác ngộ của chúng ta chưa tới. Còn cái không khả năng làm chủ là vô ngã, cái chỗ đó là Nguyên Thông thấy không có không sắc sao lắm. Không có khả năng làm chủ cái bản thân bản tâm của mình là cái khả năng trí tuệ của chúng ta và điều phục của chúng ta chưa đến nơi đến chốn, thì gọi là vô ngã cũng đúng. Nhưng mà cái chỗ đó thì đây là nói về tu hành, thì thấy rằng cái sự quân tập để cho cái tâm của chúng ta và thân chúng ta đi nằm trong cái điều thiện không được hoàn toàn đầy đủ, thì nói vô ngã cũng đúng. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm và chỉnh sửa những điều mà con nói chưa đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thú kích trừng Đức Nguyên Thông, bạch sư tọa Quyền Thượng Tọa có nghe được không? Nếu sư tọa tự nguyện nghe được xin thỉnh, thì tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 1. Chúng tôi tự nguyện thường thường khi mà chúng ta nói về thu thúc sáu căn thì có một số người chủ trương là mình thấy thì sanh phiền não, để mình đừng thấy nữa. Mình nghe sanh phiền não thì đừng nghe nữa. Mình gửi mình sanh phiền não thì đừng gửi nữa. Nhưng mà cái mà không thấy, không nghe, không đếm, không xúc chạm, không suy nghĩ đó, nó có phải là một thượng sách không? Và điều đó có làm được hay không? Hay là chúng ta có một cái phương cách khác là cũng thấy, cũng nghe, cũng ngửi, cũng nếm được, nhưng mà chúng ta quân tập chánh niệm. Đối với cái thấy nghe người đếm đụng đó, thay vì chúng ta mắt bên tay hoàn toàn không có nghe không thấy, thì xin thưa tòa hoan hỷ giải rõ về điểm kinh tính thưa tòa. Nam mô Bố Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sân Khai Giới Giới Thơ, để chúng được nghe rõ không? Để cảm ơn cùng nhân quyền, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến thượng tòa Nhất Đẳng, thượng tòa Phổng Đăng, thượng tòa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tính Đại Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức tăng đang hiển quý tu nữ cùng chư phật tử. Và cái bạch quý ngài, thưa quý vị, quả thật như vậy, nếu như chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, cũng như là bịt miệng, bịt tai, bịt mắt, như vậy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, cái điều đó cũng chưa chắc. Cái hình ảnh mà chúng ta tạm gọi tức hình ảnh mà nó chế giễu hay là tiếu ngạo như vậy, thì đó để nói cho chúng sinh hay dừng lại. Chứ còn trên tinh thần của Phật á, nếu như vậy thì cái người đuôi không phải khổ vì mắt, cái người mà điếc á thì họ sẽ không có khổ vì cái tai, cái người mà nó mất đi cái thính giác thì không có ngửi được, cái khứu giác thì không có ngửi được. Thì kính thưa quý vị, ở đây ngửi là ngửi, thấy là thấy, nghe là nghe, nhưng mà chúng ta không có bị phiền não nó chám đó, không có bị chấp thú cái sự thu thúc để nhìn mắt, bắt cảnh sang nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, mà không để khởi sanh lên cái tâm tham ái. Mục đích của Đức Ngài dạy như cái thầy tỳ kheo, khi ăn phải biết nhầm gớm, đang nhai biết mình đang nhai, và có một cái tâm chánh niệm, có một cái sự tinh cần, có một cái sự quan sát nó tốt đẹp, thì chính đó mới là cái sự thấy. Khi nãy mà mới vừa rồi, kính thưa quý vị, chúng tôi có dạy cái lớp giáo lý đó, thì nói về cái ý nghĩa của cái việc tu tập, là ý niệm của sự tu tập. Thế nào là tu? Chúng ta nói tu thân,
cái chuyện mà chúng ta tu, tu cái thân, tu cái tâm là tu sao? Cái thân này, cái tâm này chính là làm sao chúng ta, cái thân thì dĩ nhiên là chúng ta tam nghiệp, coi như là thân chúng ta không làm ác, là coi như chúng ta đã tu được cái thân, tu được cái khẩu không nói ác. Rồi bây giờ cái tâm, tu cái tâm tu sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta tu ở trong tâm, thì thường ta nói tu tâm, có nghĩa rằng cái tâm mình tu vậy thôi, không biết tu cái gì. Sự thiệt ra mà nói thì cũng như thế này nè, khi thấy nghe ngửi nếm đụng mà tâm của mình biết tu kìa, thì tâm biết tu đây có nghĩa rằng tâm của mình biết cái gì, biết buông bỏ nó, bớt chấp thủ nó, không chạy theo nó. Không có bị nó ảnh hưởng mình. Thì đó mới gọi là cái tu. Mặc cho sự, mặc cho cái đầu, cho là cảnh xấu, cảnh đẹp, không đẹp, mùi không như ý, không thơm, rồi cái vị chúng ta nếm không được tốt đẹp, cái thân xúc chạm nó bực bội khó chịu, nhưng tâm của mình không khó chịu với cái thời tiết, với cái sự nóng bức. Rồi khi nghe cái tiếng nó chắc chúa mà tâm của mình bình thản, khi thấy cái cảnh xấu nhưng tâm của mình không có khởi sinh lên cái sự cái sự khó chịu, hoặc là thấy cảnh đẹp, nghe cái tiếng vừa lòng khái khởi hỷ khởi lạc, ngửi cái mùi mà chúng ta hương gây mùi nhớ, chúng ta cũng không có bị phải hương là hương, mùi là mùi mà không có nhớ nó. Hương gây mà mùi không, hương gây mùi nhưng mùi đó chúng ta không có nhớ cái mùi, cũng như cái sự xúc chạm mà chúng ta không nhớ cái sự xúc, cái cảm giác im, cái cảm giác mà nó khi mà chúng ta ở trong một cái điều hòa, ở trong cái máy lạnh, ở trong một cái mát mẻ, bây giờ nó nóng nực, thì chính là khi đó mình phải hiểu rằng hiện thân của ngũ quẩn nó là như thế. Nhờ như vậy mà không chấp thủ mới biết buông bỏ. Đó là cái ý niệm tu như vậy, chứ không phải kiểu như mà mình bây giờ đây cũng vậy. Cái tốt nhất là để thu thúc mà sáu căn, thì chúng ta khi chúng ta có cái chánh niệm, khi chánh niệm có mặt thì lập tức tham ái không có mặt, và cái sự khó chịu, bực bội của sân phần này nó không có hiện hữu. Khi đó phải có chánh niệm, nó là như vậy. Mà vị hành giả khi nghe biết mình nghe, khi thấy biết mình thấy, tâm của vị ấy không có bị dao động, tức không có bị tầm tứ, không có bị chetana nó, không có bị như lý tắc ý nó. Chúng ta không có tầm tứ trong cái sắc, không tầm tứ trong cảnh thân, cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Chúng ta không có bị tầm tứ, bị chi phối. Cái tầm tứ nó đi tìm cái cảnh vừa lòng, nghe cái cảnh vừa lòng, ngửi cái cảnh vừa lòng, xúc chạm cái cảnh vừa lòng, vân vân. Thì đó chính là đau khổ, mà chính là phỏng vật. Mà khi có sự thu thúc, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là bây giờ thôi coi như mình đừng nghe. Quả thật chúng ta tránh né để không nghe, tránh né để không thấy, nhưng nếu như đã thấy thì tâm phải khởi lên như vậy. Chứ đừng có thách đố nói rằng là tâm tôi vẫn chắc không có sao cả, thấy mà xem như không có gì. Cái điều này thì chúng ta chưa hiểu biết về giáo lý mới nói như vậy. Đức Phật ngày dạy là đối với các cái cảnh sắc thinh khí bị xúc, cần phải tránh né, cần phải phòng hộ, và cần phải tu tập mới đoạn trừ được. Mà sự tu tập đó xuyên qua chính là chánh niệm, mà chúng ta cần phải nhớ như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái ý của chính con trả lời. Nếu có điều gì cần một phút thì kính cung thỉnh thượng tọa và quý ngài. Con kính gửi mất lại đến thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa thủ kính trân thượng tọa Tuệ Quyền. Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và có nghe được không?
Nếu Đại Đức Tính nghe được, xin thỉnh Đại Đức Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Đại Đức Tính, có nhiều người quan niệm rằng cái nào mà mình liên quan đến mũi, liên quan đến lưỡi, tức là mình ngửi mùi hay là mình nếm, mình ăn thì mình mới nghiền. Chứ cái mà mình thấy, mình nghe thì nó cũng có nghiền được. Nhưng mà cái nghiền hay là nghiện ngập thì phải chăng dù là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, dù là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, đều cái giác quan nào cũng có thể nghiền hết, có phải như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Tính. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Lò Tây Nguyên, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu hỏi Thượng Tọa vừa nêu, thì đối với cái trạng thái mà nghiền á, thì trong 6 cái giác quan, bất cứ một cái giác quan nào cũng nghiền. Bất cứ một cái giác quan nào cũng nghiền. Cũng như ở trong đời sống này đó, thì quý vị thấy rằng này, có những người á, thì người ta thèm cái thức ăn đó, người ta thèm cái thức ăn đó. Quý vị thấy rằng như tiền thân của Ngài Ân Vũ Liên Ma Lá, ở trong quá khứ Ngài rất là nhiều kiếp Ngài làm Dạ So. Mà cái kiếp đầu tiên á, không phải là đầu tiên, nhưng cái tiên khởi á, là do tiền thân của cái vị này là coi như là một cái vị vua mà thích ăn những cái loại thịt. Thì lần đó những cái vị quan mới lấy cái thịt người cho cái vị đó ăn. Rồi từ đó trở đi thì coi như là cái vị vua này thèm cái loại thịt đó. Đó, thành ra riết rồi cứ bắt người ta ăn, riết rồi không có còn ai mà dám ở gần mình, thành ra phải đi vào rừng để mà ở, để mà canh một người này người kia. Thành ra đối với những cái thức ăn á, chúng ta thấy rằng đều có cái sự nghiền. Và ngày hôm nay đó thì thật sự ra đó là có một lần đó chúng tôi đọc ở cái thông tin của khoa học đó. Ở khoa học người ta nghiên cứu ra đó, là ở trong cái chất gạo, chất cơm đó, nó có một cái loại đường, một cái loại đường. Thì cái đó khi mà mình ăn cơm vô rồi đó, thì nó có cái chất đường đó. Mà cái chất đường đó đó, nó cũng gây nghiện, nó cũng gây nghiện quý vị. Thành ra nó quý vị thấy rằng ở Việt Nam đó, những ai mà cho nhịn ăn cơm chừng 3 ngày thôi, nhịn ăn cơm chừng 3 ngày thôi, thì lập tức qua ngày thứ tư, ngày thứ năm mà mình mà thấy cơm là coi như là mình thèm liền, thấy cơm là mình thèm liền. Thì cái quan niệm nhân gian đó, người ta cứ nghĩ rằng thì tại vì mấy ngày mình không có ăn, thành ra mình thấy mình thèm đó. Nhưng mà ở trong khoa học gần đây người ta phân tích ra là do có cái chất đường ở trong cơm, thành ra đó cái chất đó nó gây mình nghiện. Rồi có những lần á, chúng tôi nói với những người xung quanh á, chúng tôi nói là đó là cái chất nghiền, người ta không chịu, người ta nói tại mình thèm. Chúng ta nói đúng là không nghiền nhưng mà thèm đó. Thành ra giữa thèm và nghiền á, có nhiều khi mình không có phân biệt, tại vì mình nghĩ rằng là con người sống là phải ăn cơm, con người sống phải ăn cơm, thành ra mình không cho đó là nghiền, hoặc là mình cho đó là cái thức ăn hàng ngày, hoặc là thói quen. Nhưng mà thử bây giờ quý vị thấy rằng đối với cái người nước ngoài, thì ở bên Mỹ thì chúng tôi không biết như thế nào, nhưng mà đối với cái người Việt Nam á, thì nếu mà không cho người ta ăn cơm á, người ta không chịu nổi. Nếu mà không có cái chất cơm ở trong người, người ta không bao giờ người ta chịu nổi. Nếu mà nhịn được ăn những cái thức ăn khác, rồi tới ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, nếu mà bỏ cái phần cơm nó ra là tự nhiên là người ta sẽ ăn. Bây giờ nếu mà sáng mình cho người ta chọn là người ta sẽ ăn. Thành ra bây giờ đối với cái chất cơm cũng nghiền. Rồi chúng tôi có một cái người bạn, có một cái người bạn không có rượu chè, không bao giờ rượu, chỉ trừ những cái trường hợp
mà nể tình lắm, trong khi đi tiệc đám cưới hay là tiệc hỏi hôn gì đó thì người ta mờ lắm thì mới uống tí xíu thôi. Nhưng mà cái người bạn đó của chúng tôi có cái thói quen là thích ngửi cái mùi dầu thơm, thích ngửi cái mùi dầu thơm đó. Thành ra ai mà người ta tặng dầu thơm, hoặc là nói chung là ai mà rủ đi mua dầu thơm cái loại nào đó, thì người ta cũng cái người bạn đó cũng tìm hiểu qua, đến nỗi mà chỉ cần nghe thoáng cái mùi thơm đó thôi là biết được cái dầu thơm đó là của Pháp hay là của Mỹ hay là của Canada đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đối với cái chuyện mà rượu chè thì cái người này không ghiền, mà chỉ ghiền cái mùi dầu thơm đó. Rồi còn nói về âm thanh thì chúng ta khỏi nói rồi, âm thanh thì chúng ta biết rằng hồi xưa thì có những người là thích nghe âm thanh của những ca nghệ sĩ cải lương. Chúng tôi nhớ ngày xưa ở ngoài đời, khi mà chúng tôi chưa có đi tu, chúng tôi có những cái chuyến là mình chở cái người ở trong xóm, người ta đi tham dự, người ta đi nghe cải lương đó, đi nghe đi coi cải lương. Thì quý vị biết rằng buôn bán thì rất là cực khổ, nhưng mà tối phải chạy lên tới Sài Gòn. Quý vị biết rằng là mua một cái vé vô coi rất là mắc tiền, rồi phải trả tiền một buổi xem đa ôm, mà xem đa ôm mà quý vị biết rằng chở một người mà đi đi coi cải lương như vậy đó thì tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, người ta vẫn chấp nhận, tuy rằng buôn bán cực khổ nhưng mà vẫn bỏ cái số tiền đó ra để mà đi xem cải lương. Thành ra đối với cái sự nghe đó mình cũng nghiền nữa, cũng nghiền về nghe. Rồi thì đối với cái mắt của mình á, mình nhìn cũng quý vị, quý vị thấy rằng có những người cũng như ở trong chùa chúng tôi đó, có cái anh đó, anh theo anh phụ cho chúng tôi thì thích đồ cổ, đi đâu mà gặp những cái chén, những cái dĩa thời xưa, hoặc là những cái bình gốm, nói chung là cách đây cỡ chừng 30-40 năm thôi, là coi như là người ta thích nhìn, người ta cứ nhìn mãi, người ta ngắm nghía. Mà sau một thời gian người ta ngắm nghía, người ta nhìn rồi đó, thì người ta còn lên mạng người ta tìm, người ta phát hiện ra cái dấu mộc này là từ năm nào, rồi cái nói chung là người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là người ta biết, cái đồ đó cách đây mấy chục năm rồi đó. Thì cái điều này nếu mà nói không ghiền thì làm gì mà người ta bỏ thời gian ra để mà người ta lên mạng, người ta tra cứu, rồi truy tầm, rồi tìm hiểu vân vân. Thì nó phải có một cái đam mê, người đời người ta không có chịu ghiền, mà người ta chịu là thích hoặc là đam mê. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ghiền, thích, đam mê nó cũng dòng ở trong đó từ cái này qua cái kia, giống như ái mạnh thành thủ vậy đó. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng là đối với sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, rồi sự xúc chạm, là thứ tư, quý vị thấy rằng có những người thích vào buổi sáng ngồi uống trà, rồi ngồi suy tư cái điều này điều kia, nhìn bầu trời vậy đó, vân vân. Phải cho người ta có một cái, người ta cho rằng là thời gian nghỉ ngơi buổi sáng đồ này kia, hoặc là để đầu óc thanh thản vào buổi sáng. Hoặc là quý vị thấy rằng ở truyền hình cũng vậy, người ta ca tụng buổi sáng, uống trà, rồi đầu óc nó thanh thản, nó minh mẫn rồi này kia. Nhưng mà thật sự ra cái điều đó quý vị thấy rằng chưa chắc. Nhưng nếu mà buổi sáng mà có hành thiền thử coi, đầu óc nó sẽ minh mẫn. Nhưng mà thế gian thì thường thường người ta cho là như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng đối với các cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, ngay cả cảnh pháp cũng vậy, người ta thích ngồi nhớ lại cái chuyện này, nhớ lại chuyện kia đó. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này á, thì chúng tôi nói trình bày ra như vậy đó, thì mình kiểm lại, chúng ta kiểm lại ở trong ngày thì biết rằng là coi như là cái món hầu như là cái món gì chúng ta cũng nghiền hết á, nhưng mà chúng ta không có chịu, chúng ta nghĩ rằng là cái đó là thích, hoặc là cái thường thức, cũng như đối với cái cơm ăn thì người ta nghĩ rằng là tại cái con người thì phải ăn cơm, người ta nghĩ vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra đó là quý vị thấy rằng
mà mình nhịn chừng vài ngày coi là mình sẽ ghiền, sẽ thèm. Và ở trong khoa học người ta cũng nói cái chất đường đó là giống như cái chất gây nghiện gì đó. Nhưng mà có nhiều người thì do cái quan niệm của người ta không chấp nhận thôi. Chứ nếu mà quan niệm chung thì mình thấy rằng là ai cũng thèm hết, ai cũng thèm ăn cơm hết. Nhưng mà người này sợ bệnh, người này sợ bị đường tăng, người này sợ bị mập này kia là người ta không ăn. Chứ thật ra thì ai người ta cũng nhìn hết, ai cũng thèm hết. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu qua thảo luận số 2. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa nhất đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kinh đại đức Phật kính. Thưa tọa pháp đăng thứ mấy không? Nếu thứ mấy xin thỉnh thưa tọa trả lời cho câu thảo luận số 3. Dạ, trong đời này nói đến sắc thinh khí địa xúc đó, thì người ta nói rằng có trường hợp mình khổ vì nó có trường hợp khổ vì không, không có. Ví dụ như bây giờ mình nghe tiếng đó mà cái đó ta mở hoài mình cũng khổ. Mà không có là mình muốn nghe cái đó mà không có ai cho mình nghe thì mình cũng khổ. Thí dụ như mình đi xe mình muốn nghe nhạc mà không có nhạc chẳng hạn. Hoặc là có mà có không vừa ý. Thì theo thư thỏa pháp đăng nghị đó, trong những cái khổ đó thì cái khổ nào lớn hơn, cái khổ nào mà đáng sợ? Ví dụ như là có nhiều người nói rằng thà chịu khổ hơn chịu lỗ, tức là thà nói có mà mình khổ hơn là không có. Thì Thọ đang có thể chia sẻ một vài ý tưởng nào của Thượng Tọa không, ý nghĩa nào Thượng Tọa về điểm này? Xin kính thưa Thượng Tọa. Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì trong câu thảo luận số 3 đó, cái khổ, những cái khổ vì có, khổ vì không có, và có không vừa ý, thì cái khổ nào khổ hơn? Thì giờ chúng ta thấy Đức Phật nói khổ khổ, rồi hoại khổ, rồi hành khổ. Thì cái hoại khổ á, nó cũng sầu não cái gì. Chúng ta thấy như Đại Thần Sa Tế Tý đó, thương cái người kỹ nữ đó, mà khi nàng chết thì vị đại thần thì cũng bấn loạn tâm tư, cũng đau khổ. Nên khi mình có cái đó mà nó không có cái đó nó cũng khổ. Bây giờ mình có nhưng mà không vừa ý nó cũng khổ. Ví dụ chúng ta có cái đó nhưng mà chúng ta không vừa ý nó cũng khổ. Nói chung vô khi nào mà chúng ta tác ý đến nó thì nó khổ. Tại vì khổ vì nó là tâm bất thiện quý vị. Nó vì tâm bất thiện, nó vì tâm sân. Nên nó, khi mà nói đến cái những cái khổ mà những cái khổ vì có, ví dụ chúng ta có cái thân này khổ, nhưng mà khi mà nói nếu mà nói rằng cái thân này khi mà có thì cái khổ, nhưng mà mình cũng có thể hiểu giống như là mình té trên đất thì mình đứng trên đất, mình phải chống tay trên đất mình đứng lên. Nhưng cái khổ, những cái khổ vì có, vì có nghĩa là có cái thân này nó có khổ như vậy, nhưng mà từ trong cái thân này nó mình cũng có tu tập được. Khổ vì không có, khổ vì không có hay là có mà không vừa ý. Thật sự đó thì do chúng ta suy nghĩ thôi. Ví dụ mình nói rằng bây giờ một cái người mà họ sanh ra họ không có của cải tài sản, họ đen đúa thấp lùng đi, là họ có những cái mà không vừa ý họ. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng họ biết tu tập thì họ cũng sẽ không khổ. Bởi vì khi mà chúng ta nói Đức Phật ngày thường nói đó, nghĩa là người từ bóng tối đi vào ánh sáng này. Có nghĩa là họ ra đời họ gặp những cái không vừa ý, nghịch lòng trái ý của họ, nhưng mà họ cũng có thể tiến bộ được. Mình nói chung vô cái khổ này đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái khổ mà vì có đó, ví dụ mình nói rằng có cái gì. Nếu mình nói rằng có một cái người vợ thì khổ, thì thật sự là khổ.
Nhưng mà nó bên đó nó cũng có những cái mà mình thấy nó tương đối thôi. Ví dụ chúng ta có vợ con thì chúng ta khổ vì phải nuôi vợ con, nhưng mà vợ con cũng lo lắng lại cho chúng ta. Bởi vì Đức Phật ngày vẫn nói ở đời nó có cái vị ngọt, nó vẫn có cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm là cái khổ, nhưng mà vẫn có cái vị ngọt ở trong đó. Nó vẫn có những cái mà hạnh phúc trong đó. Chứ nó không phải là hoàn toàn cái đau khổ. Nhưng cái hạnh phúc thì nó ít, mà cái đau khổ nó nhiều. Nó nhiều. Nên đó, chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái có cái thân á, những cái khổ vì có, ví dụ chúng ta cứ nói rằng có cái thân nó cũng có cái khổ. Nhưng mà cái khổ bên đó Đức Phật này cũng nói rằng vì có cái khổ để mình thấy được cái khổ đó mình mới tu tập. Cái khổ vì không có, cái khổ vì không có, không có, hay là có những cái vật không vừa lòng. Khổ vì không có nó cũng có những cái trường hợp, ví dụ chúng ta nói rằng tùy cái khổ đó. Ví dụ chúng ta nói rằng chúng ta không có một vị tu sĩ, không có vợ con, không có nhà cửa, chỉ khổ vì không có đó, nó cũng vẫn có trong tâm của vị này. Nhưng mà vị này nghĩa là khi mà tu tập được một thời gian thì vị này sẽ không thấy những cái điều đó giống như cái người mà mới tu. Bởi chúng ta thấy cái người mới tu đó họ từ bỏ những cái điều đó, họ cũng nhớ nhung cái điều đó. Nhưng mà nếu một người mà khi mà tu tập lâu rồi thì họ tập được thì họ không có cái đó, họ cũng không thấy khổ, vì họ có cái nội tâm của họ. Nhưng mà những người mà khi mà họ có mà họ không có thì họ khổ lắm. Chúng tôi đã từng nghe một số, luôn cả một số chị Tăng cũng có nói nữa quý vị. Ví dụ giờ nếu mà không có điện thoại iPhone để mà coi kinh, coi này kia nọ, hay là điện thoại, hay là nhắn tin này kia nọ, hay là lướt Facebook cũng khổ lắm. Một ngày không có cũng khổ lắm, có nhiều vị nói như vậy. Như vậy chúng ta cũng thấy rằng thật sự chúng ta xài cái gì quen rồi đó, thì chúng ta dính mắc cái đó, mà hãy dính mắc cái đó, mà không có cái đó mà khổ. Vì mình nhớ cái đó, nên nó khổ vì cái tâm tham đó quý vị, nó khổ vì tâm tham thôi. Chứ còn nếu mà cái tâm tham không có thì cũng khổ. Ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta hồi xưa giờ chúng ta cứ xài điện thoại thì chúng ta không xài thì chúng ta không khổ gì cái điện thoại đó. Nhưng mà những người đã xài cái điện thoại đó rồi, ưa thích cái điện thoại đó rồi, bây giờ không có khổ. Thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng cái khổ vì không có, nó cũng có những cái khổ như vậy. Rồi cái khổ vì mà chúng ta có, nó cũng khó. Ví dụ chúng ta có thân, có điện thoại cũng khổ. Nhưng mà có những cái nó cũng, ví dụ chúng ta liên lạc, hay chúng ta muốn coi kinh, coi sách, hay chúng ta muốn nghe nhạc gì đó, thì chúng ta có, chúng ta nghe liền. Cái đó nó cũng khổ, nhưng mà nó cũng có những cái. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái khổ nào mà nếu mà mình chấp thủ nó cũng đều nguy hiểm hết. Cái khổ nào mình chấp thủ nó đều nguy hiểm. Nhưng mà cái khổ nào mình biết á, mình tập buông bỏ nó cũng bớt khổ. Cái khổ nào cũng vậy. Nên dù mình nói bây giờ mình bỏ cái thân này đi, cái khổ gì mình không có thân này, hay là khổ mình lúc mình cũng nói mình chết đi, nhưng Đức Phật này vẫn nói cái người chết mà cái tâm rũ bỏ những cái phiền não, cái chết nó cũng quang minh, nó cũng tốt đẹp. Dù là bỏ đến cái thân ngũ quẩn, nghĩa là cuối cùng luôn đó, thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà khi nào người nào chấp thủ thì ở trong cái lĩnh vực nào cũng khổ hết. Mình chấp thủ là cái lĩnh vực nào cũng khổ. Cái khổ nhiều cái khổ ít đó do cái sự chấp thủ của chúng ta thôi quý vị. Thì ở trong cái câu thảo luận này thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu gì cần nói thêm thì tỉnh thần tập. Bây giờ thì con xin gửi về cho thần tập. Sa thú kính trừng thưa tòa hợp đăng, thương tòa Tế Quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa Tế Quyền có mặt trước máy, xin thỉnh thưa tòa trở lại với một câu thảo luận. Dạ, thưa tòa Tế Quyền, chúng ta thường nói rằng cuộc sống càng đa dạng càng phong phú thì nó càng vui, tại nó có nhiều thứ. Thế nhưng cuộc sống chúng ta ngày hôm nay đó, thì quả thật là chúng ta có nhiều thứ để nghĩ, để hưởng thụ như hơn là ngày xưa. Nhưng mà khi mà thấy nghe người đếm đụng nhiều quá đó, thì có phải chăng là cái hệ quả của nó làm cho tâm của chúng ta bị tản tâm, mất đi định lực, và chúng ta thường không có cái khả năng, chúng ta bị chi phối nhiều, có đúng như vậy không? Thì xin thỉnh ý kiến của thưa tòa Tế Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Chúng con kính lễ đến Chư Tăng, tôi kính chào quý tu cùng cho Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, quả thật như vậy đó. Chúng ta tài sơ mà đức mộng, cái duyên mỏng mà nghiệp dày, cái này chúng ta phải nói trên cái tinh thần nó đời thường như vậy. Cái duyên tu của chúng ta nó ít lắm, cái duyên không tu của chúng ta thì nó rất là lớn. Cái phiền não của chúng ta nó là ngủ ngầm quá là lớn, quá là nhiều đi. Cho nên mà nó cứ gặp nhiều cái mà nó dụ dỗ, gặp nhiều cái mà nó cứ đeo trước cục củ cà rốt trước mặt cái con thỏ chạy hoài. Đó là cái chuyện tất nhiên. Cho nên nếu mà giảm thiểu được hoặc là tránh né được cũng là một điều tốt. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng mình có đủ khả năng hay là mình cầu mong, đó là cái điều đó khó rồi. Còn nếu mà nó có trước mặt mà nó có nhiều quá, nó tức là thấy nhiều quá, nghe nhiều quá, ngửi nhiều quá, đụng nhiều quá thì là phải khổ nhiều thôi. Cho nên chúng ta càng bị chi phối là phiền não của chúng ta nó lại càng sống dậy, nó càng dữ dằn hơn nữa. Cho nên như vậy thì nếu như chúng ta biết sống nó nhẹ nhàng hơn, cái lời Phật khuyên nó cũng là vẫn là thở nào, chúng ta phải nhớ như vậy. Đó chính là quay về với nội tâm, biết buông bỏ, không có quần tù, không phải quá nhiều cái điều kiện và cũng không phải quá nhiều đồ chúng. Ngay cả bị ngay cả nhiều người đàn tính, nhiều người đệ tử, nhiều người học trò, nhiều người nhiều thế này nhiều thế kia là nhiều đau khổ. Phải nói thành thật như vậy là nhiều đau khổ thôi. Chúng ta không tránh né, chúng ta không có, đừng có một cái, chúng ta tạm gọi đừng có cái duy lý nhiều, đừng có nhân danh công lý nhiều, không có chịu nổi đâu. Một người mà có cái niệm tu tập thì lại đơn giản, mà người không có ý niệm tu tập thì lại rất là hoành tráng, rất là dưỡng dàng. Thì hai hướng đi khác nhau. Một người có hướng đi của nội tâm, có hướng đi của cái sự thành tựu, của cái sự diệt trừ, của cái sự tu chứng, cái sự thành tựu, đó là một chuyện khác. Còn một cái hướng đi mà phát huy một hướng đi của đa dạng thì khổ đau nhiều. Một giá trị của hướng nội, cái giá trị của hướng ngoại, mà tinh thần của Phật luôn luôn chứ chúng ta phải hướng nội hơn là hướng ngoại. Đây là giá trị sự thật. Nó phong phú đa dạng thì chúng ta phải bị chi phối nhiều hơn, là chúng ta phải bị phiền não nhiều. Chín người, hai ba chục ý, không phải là mười ý nữa, hai ba chục ý luôn mà chúng ta phải bị chi phối một ý là cũng đủ rồi. Mình với người thôi, một người người thứ hai thôi mà chúng ta cũng đã đủ là một cõi ưu phiền rồi, chứ đừng nói chi mình nhiều người nhiều chuyện nữa rồi chết nữa. Cho nên đừng có bay cao quá, xuống bớt đi. Đừng có một cái sự tự mãn hay tự tin một cách quá đáng là chúng ta sẽ mắc cạn và chúng ta không thể trôi về biển cả được, và chúng ta không thể nào đi về cái cảnh giới an lành hay là đi về cảnh giới tự tại được. Khi chúng ta được thông dong, khi chúng ta tự, khi chúng ta tốt đẹp là không có bị mắc kẹt giữa hai bờ, mắc kẹt vật này vật kia cản chúng ta, rồi chúng ta không có bị chìm xuống mất đi phương hướng, hay chúng ta không có bị người ta vớt, người ta đánh cắp chúng ta đi. Dạ, nhiều lắm. Cho nên sự đa chừng nào thì nó mất đi một cái ý niệm viễn ly, một cái ý niệm tu tập, một cái ý niệm cao cả nhiều chừng đó. Như chúng ta thấy ở nơi nào mà phát triển về vật chất nhiều quá thì giá trị tâm linh ở đó rất là kém. Xin lỗi, giá trị tâm linh ở đó nó sẽ yếu hơn, chứ chúng ta cũng không dám nói là
nó kém, nó không có dám phê phán như vậy thì nhiều cái chỗ mà nó lớn lao, nó to lớn như vậy thì người ta kém à, cái điều nó không dám nói như vậy. Nhưng trên tinh thần chung thì nơi nào mà phát triển cái giá trị vật chất nó quá là cao độ mà nó thiếu đi một cái ý niệm tu tập, một cái ý niệm quân tu, thì điều đó đó ở nơi quân tù đó sẽ khó có về bờ giác một cách như ý được. Và bởi vì nó bị quá nhiều cản trở, bị quá nhiều cái phiền não chi phối do cái thấy nghe ngửi nếm đụng đó, và do cái cuộc sống nó quá phong phú, nó quá đầy đủ và nó quá nhiều thứ, cho nên cũng khó có thể từ bỏ được. Và thì kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chúng con là như vậy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú kính trần thượng tọa Tuệ Quyền. Câu trả lời của thượng tọa Tuệ Quyền đã kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú, sa thú.